Hôm nay mình sẽ kêu lái lại coi mấy con heo bán các bạn vô trường họ xem rồi. Thế thì bây giờ họ vô họ xem xong rồi các bạn, đến tí xíu họ ra họ sẽ gãi giá, mình coi được thì mình sẽ bán nha các bạn. Thì đàn heo này của mình là 6 con này nha các bạn. Họ vô họ xem rồi, nhưng mà để lên tí xíu mình sẽ áp giá cả với họ nha các bạn. Đây 6 con của mình. Chút nữa mình sẽ bán 6 con này. Là buổi chiều rồi các bạn ơi. Chút mình sẽ cho nay. Bây giờ mình sẽ lấy rồi mình sẽ bán mấy con này. Còn bên đây là heo con không nha các bạn. Con còn bên đây là heo lứa. Hôm nay mình nuôi vô Tết luôn các bạn ơi. Con này bự rồi các bạn ơi, 6 con nhưng mà mình chừa lại 1 con nha các bạn, chừa lại để nó. Hôm nay là heo con nha các bạn, mình mới nhập bầy hôm nay được 3 ngày rồi các bạn ơi, chưa có tắm rửa gì hết rồi. Buổi chiều lát nữa mình sẽ tắm rửa sạch sẽ hết các bạn. Mình sẽ xuất chuồng 5 con bên đây, chừa lại 1 con. Bây giờ để bà xã mình nó quay kia. Đây, xa xa quay kia bà xã mình sẽ gả giá với lái. Rồi cái con lái này của mình vô chuồng nó lãng dạng. Mình đang cho heo nái bên đó ăn nha các bạn. Đầu này giá lên các bạn, mình sẽ xuất nó. Đây là heo nái nè các bạn, nó mới vừa ăn nè. Thank you.
bán cái con heo này các bạn ơi. Bắt đầu mình lựa cho mình xem. Ôi, 32. Các bạn chạy đâu rồi này? Rồi, lưng này. Rồi, lên xe được một em. Mỗi con này trẻ rồi cãi đâu, ba con thay cãi con này đứng được đúng rồi. Con này nó cũng lan lên giống nó xuống này. Cái bầy họ sơn cân giống được chồng mẹ. Mới già rồi. Á bầy già rồi sau có được chồng nhiều. Cái con già rồi. Nó còn được tốt. Con và con hút bài đó luôn dạ. Tới miếng nữa để nó nhỏng. Nó đang ngồi rồi sao. Đó rồi đúng rồi. Coi vậy ta tính lên. Cái lồng của bà ai đừng. Cái lồng của bà ăn ở giữa. Như cái đòn bẩy á. Đưa bà ăn đi đi. Ủa bói rồi con. Đấy. 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 140. 42. 42 luôn kìa. 41 thôi cũng được. Rồi. Ôi sao cái con này nó bự nó nhiều sao có răng kỳ quá ta. Đực thì nó ấy. Tha này nó ngồi. Con bò bây giờ nó lớn rồi nó cái cân nhiêu hả? Thế thì sao con này nó bự quá nó cái gì nhiêu hả? Nó bự quá nó cái gì nhiêu hả? Đi. Cũng vậy hả? Bún bút. Nó sao nó cân rồi. Đâu có đấy hết à. Nói chung mà theo cân khác là cân nó 75, 73, 74, 78 nó cân chiều nay giờ này lùa để mà chiều qua nó lùa tới cân này tới mấy sân chân trước không phải nào nữa đó rồi 129 nó lùa chiều qua rồi xong nó tắm rửa chán thế sáng nay nó cân thì do mẹ ăn thì đạt 80 không phải đấy. Nó bán hàng là lấy thương hiệu của nó làm sao khách hàng đi chở heo không bị chết. Cái mục tiêu của nó là như thế. Bao nhiêu anh?
Đàn này 6 con mình bán 5 con các bạn, còn con mình chừa lại để nấu đó. Mình cảm ơn ạ. Mình căng xong rồi các bạn. Đây thì con này mình chừa lại này các bạn. Đây thì mình có đánh dấu lên nha các bạn. Tí xíu mình lựa lại vô chuồng. Rồi xe thì mình đã căng xong rồi. Giờ tí xíu nữa mà tính tiền cái khoảng đó. Mình căng buổi sáng sớm nha các bạn. Đây, cái chuồng lúc trước mình hay quay cho các bạn xem đó. Thì bữa nay mình căng buổi sớm, bữa hổm lái thì vô coi mình được trả giá luôn các bạn ơi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.